Hello, xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến dưới kênh Khoa Lai ẩm thực. Và hôm nay thì là ngày 29 Tết rồi nha các bạn. Thì mình có đi chợ và mua được 1,5 kg cua hai da. Cái con cua hai da này là cua dưới sông nha các bạn, cua thiên nhiên đó. Và người ta đánh bắt lên thì người ta sẽ làm cua này là người ta sẽ nuôi một thời gian nữa sẽ thành là cua lột nha các bạn. Và theo như mình tìm hiểu thì cái con cua này khi người ta bắt lên người ta sẽ cắt hết các chân nha các bạn, cắt hết mấy cái chân người ta bỏ xuống ao ta nuôi thêm một thời gian nữa thì con cua này nó sẽ thành là cua lột. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý con cua này nha các bạn. Và đây là những con cua mình đã xử lý xong này các bạn. Thì cái video này thì mình không có hướng dẫn xử lý con cua. Thì cái video trước á, trong cái món mà cua xào sốt Singapore đó, mình có hướng dẫn các bạn cách xử lý cua rồi. Video này mình sẽ không hướng dẫn nha các bạn. Thì mình xử lý cua xong á, thì mình sẽ bắt đầu tiến hành vào làm với trứng muối nha các bạn. Đầu tiên thì mình có 10 trứng muối thì mình sẽ tách chồng trắng lấy chồng đỏ nha các bạn. Lần lượt chúng ta tách hết chồng đỏ ra và chúng ta lấy cái muỗng chúng ta vớt chồng đỏ ra nha các bạn. Xong thì chúng ta sẽ bỏ vào cái nồi để chúng ta hấp. Mình sẽ hấp khoảng 15 phút nha các bạn. Thì trong thời gian mình hấp trứng muối á, thì mình sẽ qua mình ướp gia vị vào con cua nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ ướp vào đây một ít tiêu nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ áo bột năng. Các bạn áo hai lần để cho nó đều nha các bạn, để cho bột năng nó bám vào đều hết con cua. Thì khi nếu mà các bạn áo đều thì các bạn chiên thì nó sẽ giòn hơn và ăn nó ngon hơn nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt chảo dầu lên bếp và chúng ta thử dầu nóng chưa. Khi dầu sôi tim là được rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ cho cua vào chiên. Thì cái con cua này á, mình chiên khoảng vài phút là được rồi nha các bạn. Các bạn chiên khoảng vài phút thì các bạn thấy nó săn lại và nó rám lên màu vàng là ok rồi nha các bạn. Đó, vậy là được rồi nè các bạn. Và mình sẽ lần lượt vớt hết cái cua này ra. Đây là cái cua mình đã chiên xong nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi xử lý cái trứng muối nha các bạn. Trứng muối của mình sau khi hấp được 15 phút nè các bạn là được rồi nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đem ra và chúng ta sẽ bóp nhỏ, bóp trứng muối nhỏ ra nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ ướp vào đây một ít gia vị, 3g bột ngọt nha các bạn và 6g đường. g bơ tường an nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tán đều. Rồi, sau khi tán đều xong cái trứng muối á thì chúng ta sẽ qua để xào cái bơ. Đầu tiên chúng ta sẽ cho 35g bơ vào trong chảo nha các bạn. Khi mà bơ tan thì chúng ta cho trứng muối vào. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn cho trứng muối vào thì các bạn nhớ phải quậy đều tay nha các bạn. Các bạn quậy từ từ để cho cái trứng muối mình nó sẽ tan ra. Nó sẽ tan từ từ nha các bạn.
Đó, các bạn để ý nè, các bạn thấy từ từ nó bung lên rồi các bạn ha. Đó, từ từ trứng muối nó bung lên. Lúc này thì rất là thơm luôn nha bạn. Mùi bơ, mùi trứng muối rất là thơm luôn. Đó, các bạn thấy nó bung từ từ không? Các bạn cứ để cho nó bung hẳn thì mình mới tắt bếp nha các bạn. Cứ để từ từ quậy cho nó bung. Đó, các bạn thấy không? Từ từ nó bung lên thấy không? Đó, đã không? Đó, để được rồi nha các bạn. Các bạn tắt bếp cho cua vào cho mình. Nhớ là khi mà nó bung hẳn là các bạn tắt bếp liền nha. Đừng có để lửa nha. Nếu mà các bạn để lửa đó thì cái bơ nó sẽ bị chảy ra và nó sẽ làm cho trứng muối nó ra nước, nó không có đẹp nha các bạn. Nó không có áo đều con cua được. Đó. Các bạn thấy không? Nó vừa tới như vậy á, thì khi các bạn áo thì trứng muối nó sẽ bám đều vào con cua rất là đẹp mắt nha các bạn. Đó, vậy là đạt rồi nha các bạn. Trứng muối áo đều con cua rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ra dĩa và thưởng thức thôi nha các bạn. Đây là thành phẩm món cua rang sốt trứng muối của mình đã xong nè các bạn. Cái công thức này á, thì mình làm rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn ở nhà các bạn mua về các bạn làm cũng rất là dễ dàng luôn, mà ăn rất là ngon nha các bạn. Hoặc là các bạn có những bữa tiệc trong gia đình mình đó thì mình làm cho gia đình mình thưởng thức cũng rất là ngon. Và cái video của mình đã xong rồi, thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn cảm thấy cái video của mình hay và bổ ích thì các bạn cũng nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.